Tớ sẵn sàng rồi đây. Chờ xem đi. Hả? Hãy xem nè. Anna ơi, có một tình cậu kìa. Hả? Cái gì? Ngoài đâu? Ôi trời đất ơi. Ngày thơ dễ sợ. Hả? Ta sắp đuổi kịp mình luôn rồi. Chuyện gì vậy? Làm sao mà chạy nhanh bằng tớ? Xem đây. Sao hả Lisa? Thì ghét thiệt. Ta chạy nhanh nha. Đau quá đi. Cái con nhỏ Lisa này. Bình tĩnh anh ạ. Ôi không, đích đến kia rồi. Phải làm sao đây? Không được, cứu người quan trọng hơn. Mình đi đâu vậy? Ây da, đâu rồi đi? Hả? Người định làm gì? Không ổn rồi. Ai vậy? Ây da, đau quá. Xin chào, cậu có sao không? Hả? Anna. Trời. Hả? Gì vậy? Cẩn thận. Trời ơi. Anna. Hả? Cần lấy thứ này. Cảm động quá đi. Ta sẽ không tha cho vậy ngươi. Sao? Tới đây nào. Ôi trời. Ôi không, còn nữa hả? Mà khoan, cái huy hiệu này chắc chắn là dùng được. Điện tử thay bộ đồ là lợi hại hơn nha. Xem đi. Chuyện nhỏ. Về tôi. Mình sẽ để nó là vật trang trí. Nhưng mà trang trí gì mà bụng đói thế này. Bánh mì Bixi ở đây. Ăn lại đã. Thôi, thế là no bụng rồi. Đây là đâu vậy? Còn người này là ai? Ngủ say thế nhỉ? Ôi, anh ta tỉnh rồi. Thì ra
ai còn ngủ. À ha, có đồ ăn kìa, làm gì đỡ đó. À, đau rồi, về bỏ ốc tôi. Chắc mắt một tí sợ quá. Ôi, nhà có chuột à? Dìu mấy con chuột đấy. Mấy chậm thôi. Ôi, con chuột kìa. Quýt đi, quýt đi. Con chuột đáng ghét. Ta quay về rồi. Trốn thôi. Ha, không hay được con cá. Hả? Tao khóa cửa nhà đây. Ôi, chuột với chung. Nhà biết sao chúng chuột kiểu gì bây giờ ấy nhở? Thôi, bỏ đi. Tao nuôi chúng mày luôn, được chưa? Ừ, có con cá kìa. À ha, hay mình làm cá nướng ta. Được đó, bắt đầu thôi. Lòng ghê, thổi tí gió nào. Ôi rồi. Ôi trời ơi. Con cá của mình. Con cá ở đâu mất rồi? Chuột lại tha đi mất à? Kia là. Bực quá. Xem nào. Hả? Ôi không, là cá mập. Nhảy quá. Nay nhiều chuyện không vui nhưng mà tâm trạng vẫn cảm thấy cực kỳ ổn. Ôi, cái thuyền của mình. Ôi, xong rồi, bị mắc kẹt ở đảo hoang rồi. Ơ, à, có người à? Ai đấy? Mất nó gì sao đấy? Cô làm gì ở đây? Làm ơn tha cho tôi. Cô là người đã phá cái thuyền của tôi đúng không? Chính là cô đúng không? Tôi cũng không muốn vậy đâu. Tôi từ vỏ ốc chui ra cũng chỉ muốn giúp anh thôi. Không ngờ lại vậy. À, hãy bỏ qua cho tôi đi mà. Trời ơi. Ý, mình gặp được tiên nữ mà không biết. Hả? Anh ấy đang ngủ ngon. Hả? Đây là bụng mình. Tôi đói rồi. Hả? Hả? Wow, món quà từ thượng đế đây. Chúng ta có đồ ăn rồi. Mừng quá đi. Hả? Đi đây làm gì? Chết tôi rồi, cô chạy đâu đấy? Cô giảm mắt à? Ôi, làm ơn, đừng
cái cô thật là xấu xa, tại sao lại... Ôi, anh bị làm sao đấy? Nè, nè, anh gì ơi? Ôi, anh ta bất tỉnh rồi. Hả? Tới rồi sao? Dùng cái này hả? Để xem nào. Đổ hết vào xem sao. Mình đang ở đâu đây? Khó thở quá. Ok rồi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu bạn tôi. Tạm biệt anh nha. Nhưng mà gì cơ? Tại sao cô lại đi bắt bạch tuộc ở dưới biển? Tôi cũng không muốn đâu. Sự việc là vậy nè. Tôi cũng không muốn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cô. Nè, mấy người tới lấy đi. Wow. Xịt cho cô hoang tưởng luôn. Bầu bánh mẹ lên sắp nào. Mạnh cái tay lên. Mệt quá. Anh em cố lên. Một chút nữa thôi. Lấy được viên đầu tiên rồi. Viên bầu hưởng này. Viên bầu xanh này. Đây, mẹ lên thôi. Anh em tuyệt vời quá. Hey, hay quá. Ôi, cái gì đấy? Trời ơi, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Chạy mau anh em ơi, đừng có tạm nữa. Ôi trời ơi. Suýt tỷ, suýt tỷ gặp ông bạn hả? Trời, ai vậy? Các người, mau mở cái thùng đó ra. Nhanh lên, mau mở cái thùng đó ra và đưa lại cho ta. Hả? Có chuyện gì vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Mau dừng tay lại! Tại sao các ngươi dám bước vô vào lãnh thổ của ta hả? Ăn tạm qua tới đây đi! Đừng có khổ nghiệp nữa! Đáng ngon đó! Nhưng mà trả lại nó cho ngươi nè! Hả? Ai vậy? Wow! Cái chàng hoàng tử đó sao? Giả na giả đò cái gì vậy? Hả? Ai mà có ta giữ được đây nhở? Này cô kia. Cô là cô phù thủy trong truyền thuyết đúng không? Người muốn gì? Phải nói ai chạm tôi anh ơi. Không phải cô vừa hãm hại công chúa phải không? Yeah. Ta sẽ không để cô yên đâu. Người có biết ta là ai không hả? Không hề hấn gì đâu. Hả? Xem đây. Sao? Bắt đi, bắt nữa đi. Anh trai ơi, không phải đâu, anh nhầm rồi. Xem nào. Nè, các người ơi, làm cho ta nhá. Anh cần đi xa, sau đó ném về phía của anh. À không, ném về phía hoàng tử. Cố lên nha. Được rồi. Trời ơi, trông mặn quá. Bỏ tay ra. Xin lỗi. Đồ xấu xa. Đi đâu vậy? Nè, phụ thủy ơi, anh cứu ta nhá. Mang vàng mặc trong ống vô đây. Cố lên nào, cố lên, cố lên nào. Chuẩn bị thôi. Bắt đầu sẵn sàng. Bắt đầu nào. Lên đi, mạnh tay em nào. Chiến thắng là về chúng ta rồi. Hành động đi. Tới rồi.
Chào lấy nào, cố lên. Chúng ta bắt nè. Ô, cái gì vậy? Ô, không thể nào, không thể nào. Ô, được cái sao này? Ô, không được, không học mày chứ. Để xem nào. Hành động tôi quyết. Lên. Trời, trời, kẻ nào vậy, kẻ nào vậy. Ôi cao. Hả, gì kìa, tức thật mà. Cố lên, cố lên, cố lên, đây rồi, cố lên. Phải mau lên. Đang cấp nè. Không để con ta vượt mặt. Chạy mau thôi. Chạy thẳng cho tôi. Cố lên, cố lên, cố lên nào, cầm cờ. Cầm cờ đi. Rồi, cảm ơn nha. Chào mạnh lên. Sao thế? Đừng kia nha. Cố lên, cố lên. Hey, không kịp thế nào vậy? Ba đám mới được. Ba người. Chịu quá. Cái tên này, ngươi hãy cho hắn biết tay đi. Trời ơi, gì vậy? Bằng tay quá vậy? Ây, cha, mình chạy đâu. Được rồi. À, sắp tới đất rồi. Đến đây nào các em. Mình thắng chắc rồi. Ôi, không, 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 thế nào. Ôi, chìm rồi. Về đây hả? Hurra, thắng rồi. Bánh ngọt đây. Các con yêu của ta. Nhiều bánh ngọt quá mẹ ơi. Lisa, con ăn trước đi. Tôi không có phần nào. Không có phần đâu. Cho con một miếng đi. Con sẽ ăn hết. Lisa, sao em lại ăn hết vậy? Làm ơn mà để cho chị một miếng đi. Ngon quá đi. Liêu liêu liêu. Mẹ, tại sao nhà con có bị dương nghe như vậy? Con hãy nhường em nha. Uống tạm cái này đi. Con không muốn. Đang yêu quá. Cho em mượn cái này thì vậy hả Lisa? Chị đang chơi mà chị mà chị. Mẹ ơi, em nè, con cho con mượn điện thoại. Con làm cái gì vậy hả? Trời ơi, Lisa, con không sao chứ? Anh nè, bắt nạt con. Anh gì mà không biết chơi. Được rồi, ta sẽ cho con một chiếc điện thoại mới. Đừng khóc nữa. Và con muốn kẹo ngọt đúng không? Mẹ lúc nào cũng đi rồi. Bây giờ hãy ngoan nha. Nè, bây giờ em có tất cả rồi, em còn muốn gì nữa hả? Mẹ ơi, em ăn nè, em ăn nè. Cái gì nữa mày ăn nha? Mẹ không có chơi nữa. Đưa đây, con sẽ ở đây lại cho ta. Tại sao? À, bà phù thủy. Con chào bà phù thủy. Bà phù thủy ơi, dạ, con bé. Muốn trở thành em bé. Để ta nghĩ nào, coi. Nào, giúp con đi. Tiền hả? Được thôi. Yo. Bi. Trời ơi, con yêu của ta. Để đây, để đây. Được ăn nữa. Để con ăn na nha.
Luna đi theo mẹ. Con mà. Lisa, con hãy dọn nhà cẩn thận đi. Tại sao con phải làm? Đừng có lười biết nữa. Phá hoang này. Giờ thì còn muốn con làm đúng không? Con làm cái gì vậy Lisa? À, xin chào bà phù thủy. Tôi có rất nhiều tiền, muốn gì cũng được. Tiền có thể mua được tất cả. Mày làm cái gì vậy? Hôm nay chào phụ hoàng, để xem ai xứng đáng có được chiếc vương miện này. Quay sao? Wow, đẹp quá. Hả? Cạnh tranh đi. Hả? Trời ơi, lại tranh cãi nữa rồi. Xem đây. Ra đâu đây? Mặt đất rồi. Bộ váy này thật lộng lẫy. Ôi giời ơi, té hết cả cái mông rồi. Nhìn anh buồn cười quá đi. Cười cái gì chứ? Cứu tôi với! Thả tôi ra! Xin chào anh! Ôi trời! Đứng lại! Nhưng mà đây là cách giúp mình có được chiếc vương miện mà. Bạn họ ở đây sao? Ê, hình như ở đây không có ai. Đó là tiếng của Anna. Cô ấy kia rồi. Xin cô đánh cho tôi đi. Đừng có đánh cô ấy mà. Để coi con còn phản kháng được không. Mình phải bình tĩnh lại. Cứu tôi đi. Trời ơi, bạo lực quá đi. Cái gì mà sợ ngất xỉu rồi à? Dừng lại. Ai mà nghe vậy? Anna, có sao không? May quá không có thương tích gì. Còn tôi ở đây nha. Cô ta. Các người thắng rồi, đi đi. Hả? Cờ vậy sao? Chúng ta đi thôi. Sao em lại biết kinh nghiệm thế này? Mình cứ ngồi đây chơi thôi. Anh cứ hả hê đi. Mệt mỏi quá sao? Gì cơ? Này, quạt cho ta mát đi nào. Anh rảnh rỗi quá ha. Quạt thì quạt. Tốt lắm, tốt lắm. Mệt quá. Không làm nữa. Ôi không. Ui quá đi, cho người biết tay nè. Có kẻ muốn ám sát anh ấy. Ôi trời, phải mau lên. Gì vậy? Bỏ tay ra, tên gì? Bỏ tay ra mau. Hồn kiếp, định ám sát ta. Cháu nghe một trận. Đúng là anh em. Anna, cảm ơn Anna nhiều nha. Ta biết chuyện rồi. Chiếc vương miện này xứng đáng thuộc về Anna. Cho con hả? Trời ơi. Tặng cho anh nè. Cho tôi chiếc vương miện đó sao? Không cần đâu. Anh cũng xứng đáng với vương miện mà. Anna xứng đáng hơn mà. Đừng có ngại. Nope. Nhận đi mà. Nope. Nhận đi anh trai. Trời ơi. Đưa cho ta. Hả? Gì vậy? Lấy lại rồi. Không lấy gì thôi, ta mang về cất cả nhà. Cũng tại anh đó. Tại sao hả? Cậu đi đâu vậy? Đợi mình với. Wow. Trời ơi, rớt kem rồi. Vậy ăn của mình đi. Ừ, cảm ơn cậu nha. Không có gì đâu. Với mình thì Wednesday là sinh nhật lớp đó, cậu có biết không? Nè, cậu ăn đi. Mình cũng muốn chơi với các bạn ấy. Anna đã bỏ mình rồi ư? Ta.
ăn nè, cậu không sao chứ? Mình sợ quá. Không sao, đã có mình ở đây rồi. Wednesday, cậu về nha. Mình vô trong nhà đây. Ờ, gì vậy? Ờ, đi, đi là đâu ta? Ừ. Mau mở cửa, mở cửa ra. Không biết Wednesday đâu rồi ta. Sao chưa thấy cậu ấy đi học vậy? Xin chào Anna. Xin chào cậu. Ủa, có gì mà cười vậy? Ờ, bạn Wednesday đâu? Ờ, mình cũng không biết nữa. Ờ, thiệt hả? Chán quá đi à. Ê, là mình nè. Ờ, cứ tưởng là Wednesday không à. Anna. Phần thi bắt đầu. Năm nay quá là xinh đẹp và tài năng. Cô nương, cô có muốn nhảy cùng với ta một bản không? Ta là vũ công tuyệt vời nhất trong tối ngày hôm nay. Ew, nhảy xuống quá hả? Thôi, mình xin cáo lui. Sao lại ghê tởm mình thế cơ à? Hả? Ý, còn em này. Hả, gì vậy? Cô là bạn nhảy với tôi đi. Để mình nghĩ coi. Tôi năn nỉ cô đó. Đi mà. Nhìn cậu ta cũng không có tệ lắm. Wow, bộ này đẹp quá, đúng như tưởng tượng ở trong đầu của mình. Được rồi, bắt đầu nha. Tập giãn cơ nè. Mắc cười quá. Phải tập giãn cơ. Không được nhả. Cái chân. Ôi ôi, cái chân của tôi, sao cô ấy đập vào cái chân của tôi? Im lặng, không được khóc. Đau lắm. Đây. Trời ơi, cậu có muốn làm không hả? Làm ơn, xin đường tay. Cô đi theo mình. Sao lại cứ đánh mình như vậy? Tập tành kiểu gì đấy? Sao rồi, cậu ổn chứ? Hả? Vậy, tập theo mình nha. Nhìn nè. Úi, hình như... Đúng rồi. Hình như mình làm được rồi này. Chính xác. Tiếp nè, động tác tiếp theo hả? Sao nào? Thẳng đó, thấy không? Thẳng lưng luôn. Cậu làm đúng rồi đó. Đứng chung một chân đúng không? Trời. Xin lỗi ạ. Sao cậu giữ thăng bằng kém quá vậy? Thôi nào Anna. Hả? Để mình. Wow. Mình làm được rồi này. Thiệt nhỉ? Sao? Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Xem đây. Hết thuốc chữa rồi. Nhiều người xem quá. 100.000 người rồi. TikTok của mình sẽ đạt được triệu view thôi.
Hẹn hai người kia kìa, ngứa cả mắt. Hả? Làm cái gì đây Lisa? Hả? Nè, cái gì vậy? Tại sao con đang livestream mà con lại làm như vậy hả? Hành động thôi. Bắt đầu nào. Được. Gì vậy? Mình phải giả vờ như không thấy. Cậu có thấy Anna đâu không? Không thấy đâu cả. Mình cũng đâu có biết. Cậu mau đi tìm cô ấy đi hả? Không biết cô ấy đi đâu được gì. Không biết Alice có nghi ngờ gì không nhở? Ê, Alice! Alice! Hả? Cái gì thế này? Điệu nhảy Hawaii. Đẹp chứ. Alice, để mình đấm bóp cho cậu nha. Tránh ra nào. Không hiểu họ đang làm cái trò quái gì nữa. Anna ơi, em ở đâu rồi? Mấy người thật là ồn ào quá đi. Tại sao cậu lại biết mình ở đây? Giờ này con nói cái gì vậy? Alice đang bị hai con nhỏ kia quyến rũ kìa. Cậu có biết là lúc đó mình định tới chạy bảo vệ Alice thì con nhỏ đó không cho mình vô, sau đó nó đẩy mình ra. Thì ra như vậy hư. Mau đi theo mình. Ê, từ từ đã. Thôi đừng làm vậy trước mặt tôi nữa có được không? Alice. Hả? Wow, Anna! Lại đây, lại đây! Anna, em thấy rồi! Đi đâu vậy? Mãi. Em đâu chơi thế? Cái con nhỏ đáng ghét này! Đi rồi! Cục cưng của chị, cố gắng nha! Chị biết rồi, em sẽ chiến thắng mà! Đây chắc chắn sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời. Chào. Xin chào Alex. Xin chào. Ôi trời ơi, sao lại quýnh nhau vậy? Xin chào quý vị và phần thi bắt đầu. Đây chính là tiết mục đầu tiên. Quý vị cùng đón xem. Ôi. Nè, nè. Cái gì đấy? Hả? Trời, cái hộp gì vậy? Hay chưa, nhìn robot của ta hay chưa, leo leo. Muốn chơi với ta hả? Xem đấy. Mới dừng tay lại. Đừng làm vậy. Thấy chưa? Hả mày? Alice. Cô làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra! Hả?
thật là tuyệt vời. Wow. Hả? Bàn tay vàng. Hả? Ôi không. Cái gì vậy? Ôi kinh quá. Trời ơi. Lisa đấy à? Nè, cậu có muốn uống nước không? Ôi, trông ngon thế. Khoan đã. Lisa, em sao không? Hả? Cho xin lỗi nhá. Ôi. Cái gì vậy? Ơi, Anna. Như này là sao? Đời ơi, bà ơi. Đúng là một gã đàn ông tồi. Trời, cái gì vậy? Xin chào cậu. Anna, em làm gì đấy hả? Cậu đẹp trai quá. Trời, anh ngại quá đây. Em quên chưa? Mày làm cái gì đây? Trời, anh biết cái gì đâu. Anna, lại đây với anh. Mong bỏ mình ra. Xinh thế kìa. Cho anh đi theo với em nhé. Trời ơi, dở cái tay của ta rồi. Ai đâu tay quá đây. Gì nữa? Anna. Hả? Hả? Cái gì vậy? Ta lại ra đây chơi đi. Cái gì đấy? Oh, yeah. Nhảy đẹp thiệt đó. Ồ, họ nhảy đẹp thiệt. Cái gì cho mình xem chứ? Wow, body sông muối. Anh đó, hả? Anh tặng em một hoa hồng này. Đi ra đây với anh. Cái mặt tay đáng ghét kìa. Một tránh ra. Xin lỗi nha. Cái cô này. Chào cô gái. Tại sao mình lại giữa lòng biển thế này? Trời ơi, cứu tôi với. Trông đẹp quá đi. Ôi không, cảm ơn. Chào tao với. Cứu tôi.